Xin chào tất cả các bác anh, các quý khách đang xem video. Và hôm nay xe đang lên tiếp tục bàn giao một chiếc Toyota 4FD25 số sàn gật gù lốp kép tháp lưng 3m. Xe đều trang bị 6 lốp đặc theo yêu cầu khách hàng, càng già 1m1. Gật gù 1 ti nguyên bản. Đấy, hàng nhập Nhật nguyên chiếc. Xe thì đã sơn tỉa bảo dưỡng ngon lành. Ghế bọc lại, thay lốp theo yêu cầu này, tháp lưng 3m này. Dầu mỡ các thứ này em làm ngon lành hết rồi. Giờ em bàn giao chiếc này về Hà Đông, Hà Nội. Đấy, rất là đẹp luôn. Bàn giao cho một đơn vị khách hàng làm vật liệu xây dựng. Đấy, kể cả tư nhân hay công ty em đều hỗ trợ làm giấy tờ cho bác nhé. Đấy, xe thì sơn xi, các anh thợ sơn rất là đẹp luôn. Sơn bóng luôn ạ. Đấy, hàng nhập Nhật, giấy tờ đầy đủ, các bác yên tâm. Đấy, lốp thì thay theo cầu khách hàng, lốp đặc. Đấy, chiếc này thì em đang bàn giao về Hà Đông nhá. Các bác nào mà trên đường qua mà thấy thì đẹp thì alo cho em mà bán cho những con này đẹp hơn ạ. Vâng ạ, như các bác đã biết thì dòng này rất là bền luôn. Bền như dòng -11 với cả -10 của Komatsu ấy ạ. Máy siêu bền luôn. Mà ăn lại ít dầu. Máy chiếc này thì máy 2G. Ăn cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn ạ. Các bác dùng làm vấn đề kinh tế thì cực kỳ ok luôn. Xe đẹp, giá rẻ, loanh quanh hơn 100 thôi ạ. Vâng ạ, chào các bác. Hôm nay em tiếp tục bàn giao một chiếc Komatsu FD30-11 thần thánh, ông hoàng vật liệu xây dựng của ngành xây dựng Việt Nam. Đấy, em bán luôn về cho một bác làm công ty xây dựng lớn ở tỉnh ở huyện An Dương, Hải Phòng. Đấy, xe thì có chức năng là gật gù lốp kép. Đấy, thay hai lốp sau đặc, 4 lốp trước hơi. Đấy, gật gù càng lối. Đấy, càng ngắn thì sẽ lối thêm. Đấy, các bác lưng 3 led không lưng đầu càng thì thoải mái ok luôn. Lối toàn lối bằng sắt của Nhật nên là các bác yên tâm. Toàn sắt cắt bằng càng ra ấy. Tháp lưng 3m, đấy, sơn xi ngon lành nguyên zin luôn. Nguyên zin từng chi tiết từ A đến Z, cam kết là không động chạm đến máy luôn. Máy thì chỉ có bảo dưỡng phần ngoài và thay dầu máy thôi, kiểm tra phần chảy dầu, chảy mỡ. Đấy. Xe rất là ngon, tặng kèm các bác một bộ phớt để về các bác tự thay. Đấy, hai bác đi đã khá là trung tuổi rồi, tầm khoảng 50 tuổi rồi. Toyota 7FG20, máy xăng số sàn. Máy xăng số tự động ạ, xe này thì số tự động, thắp lưng 3m, trang bị 4 lốp đặc nguyên zin. Hàng nhập Nhật nguyên chiếc. Về thì em đã sơn tỉa và bảo dưỡng các hàng cấp tốc trong vòng 1 ngày. Khách hàng chốt từ trưa là đến tối có xe giao luôn. Giờ đang vận chuyển lên Thái Nguyên. Và khách thì ở ngay Bắc Ninh thôi. Từ từ anh ơi, từ từ anh ơi. Được rồi đấy. Trang bị là 4 lốp đặc. 4 lốp đặc theo xe. Sơn rất đẹp luôn. Càng dài 1m1 theo yêu cầu, tháp lưng 3m, xe chạy số tự động. Giấy tờ thì đăng kiểm đầy đủ. Xe rất đẹp luôn. Xe này máy xăng thì em bán lăn quanh 100 triệu thôi, rất là rẻ. Đấy, các bác nào mà chần chừ thì hẹn các bác con sau. Xe đẹp, giá rẻ. Không nên chần chừ. Chần chừ là hẹn con sau luôn. Đấy, bác khách là xem cái chốt luôn. Rất là đẹp luôn. Em bán về Thái Nguyên ạ. Xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý anh đang xem video. Vâng. Tiếp tục với chương trình bán giao xe lăn. Thì hôm nay có bán giao một chiếc Komatsu FG15-20. Chiếc này số tự động, có chức năng là cơ bản tháp lưng 3m, càng dài 1m07 theo yêu cầu. Đấy, lốp thì là 4 lốp đặc. Đấy, sơn xi thì đã tỉa qua rất đẹp luôn. Ghế bọc lại, hàng là máy xăng các bác nhá, sản xuất năm 2006, xe này chạy rất là lướt, có 3.200 giờ thôi. Đấy, hàng bên kia làm logistics, bên vận chuyển lưng hạ cũng ít, lưng lên hạ xuống chỉ có chuyến nào chuyến hàng về thì lưng lên, hàng về thì lưng xuống, mà hàng đi thì lưng lên thôi. Đấy, ngày dụng vài tiếng lên tham khảo chiếc máy xăng như này. Bên em còn rất nhiều xe xăng như này. Giá chỉ từ 85 triệu cho một chiếc xe xăng 1,5 tấn. Đấy, xe đẹp thì loanh quanh 100, nhưng chiếc này em bán là loanh quanh hơn 100 tí đấy. Hơn 100 tí thôi. Và máy dầu cũng có, các bác mà cần máy dầu alo cho em, số điện thoại 037987 lên 765 để bây giờ lên. Hôm nay em tiếp tục bàn giao một chiếc Komatsu FD15-14 ạ. Số sàn, máy xăng. Đấy, cái chiếc này là gật gù, gắp lăng 3m,
trang bị là 4 lốp đặc, xe thì kết hợp thêm gầu xúc và sơn si bảo dưỡng. Đã được bên kỹ thuật kiểm tra bảo dưỡng ngon lành thôi. Làm theo yêu cầu, sơn lại, đấy, bọc lại ghế, rồi đèn còi gương xi nhan đầy đủ. 4 lốp này rồi là gầu này. Rất là ngon lành, máy xăng giá chỉ vài chục triệu thôi. Đấy, các bác có ngay một em Komatsu FG15-14. Rất nhiều đồ, tiền ít thịt nhiều, giá chỉ vài chục triệu. Chiếc này thì em bán tại Hải Dương. Các bác có nhu cầu mua xe lăn Nhật bãi sẵn cả về uy tín chất lượng thì xin báo lô cho em. Số điện thoại 0379877765 nhé, để bên dưới có hình ạ. Chỉ kho bãi ở phố Tam Bá, phường Cơ Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bãi là 1800 xe cho bác thầu lựa chọn luôn, rất nhiều xe. Đấy, các bác cần dòng nào lo cho em nhé. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nếu các bác thấy video hay thì cho xem một like bên kênh. Bấm chuông để nhận thông báo mới cho em ạ. Xin chào các bác ạ.